Kính thưa bà con, là hôm nay chúng tôi hoàn thành cái hệ thống điện lưới công trình điện mặt trời hòa lưới 6 kW và lắp đặt tại Đa Sĩ, Hà Đông. Thì có mời đại diện của công ty cổ phần kiểm định khu vực 1 đến làm kiểm định sau khi đấu nối. Và hiện tại thì thời gian là khoảng 3 giờ chiều, tuy nhiên trời hôm nay hơi âm u, và hiện tại là cái công suất của cái dàn pin là 6 kW. Đây, bà con nhìn trực Công tiếp suất đây, công suất hiện tại là được khoảng 1,8 kg. Đấy, đây cái điện áp, và đây các điện thông áp này, chỉ số số điện cơ áp, số thông điện số áp này, đây, điện áp này được đây 226 V, nằm trong giải quy định này. Và sóng hài, phần trăm sóng hài là 3,7 này, cũng nằm trong đủ yêu cầu này. Tần số được 50,13 Hz cũng đạt yêu cầu các thứ. Đây đến xâm nhập dòng một chiều này thì đây nên được 0,06 này, còn các phần sóng hài này, sóng hài bậc 3, bậc 5 và bậc 7 cũng đủ đạt yêu cầu. Vâng, thì đây thì sau đây thì có ý kiến của bên kiểm định, anh Huy có thể cho chúng tôi biết là xem là cái công trình điện mặt trời như thế này thì đã đảm bảo và đạt được để hòa lưới chưa? Thưa công anh. trình các thông số là yêu cầu hòa lưới này. Và đây xong, đây là đến phần bảo vệ cho người sử dụng này. Thì đây khi nếu mà đây là cái motor nó hoạt động bán tải, đấy có khi là mình cắt AC ra, là mình cắt tải ra, thì đấy, cái motor tự động ngắt đấy, nó ngắt luôn. Thì đấy là yêu cầu về ngắt nhanh nhỉ? Ngắt luôn. Nó báo là không có AC này, là không có tải, thì nó tự động ngắt luôn. Ngắt luôn. Đây dòng điện không có luôn, dòng điện không luôn. Tại vì cái này không có, tại vì sao, thì em mong bảo cái điện áp cái này không có, vì đây là cái, đây là cái lưới, cái này cái lưới của anh, lưới em có. Đây em cảm thấy là đầu lưới, đầu bên này của anh này là không có điện áp này. Đây dưới nó sẽ không có điện áp đấy, không có đấy, tại vì em đóng trên này là của lưới thì nó sẽ có điện áp nhưng mà không lượng điện, tại vì cái này hiện đây cái này cắm nó không có được điện, mình là cắm vào đóng trên, nhưng mà bây giờ anh chỉ cần anh chọc tay vào sẽ có, nó sẽ chạy xuống đất, nó sẽ có dòng điện, điện áp nó vẫn có nhưng mà nó không có dòng điện thôi. Tôi để chụp mấy kiểu ảnh cho nó